Chào các bạn, bữa nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đếm giờ và đọc giờ, đọc thời gian ở trong tiếng Tây Ban Nha. Để xem và hiểu clip này thì các bạn nên coi cái clip mà hướng dẫn cách đọc số, đếm số ở trong tiếng Tây Ban Nha mà mình đã up lên, uno, dos, tres, cuatro gì đó. Và các bạn cũng cần tìm hiểu cái cách sử dụng động từ ser ở trong tiếng Tây Ban Nha ở các clip trước đó của mình. Các từ vựng mà các bạn cần trang bị trước đó là: thứ nhất là giờ, la hora. Thứ hai là phút, el minuto. Thứ ba là giây, el segundo. Cái danh từ giờ này á, là giống cái. Danh từ phút này á, là giống đực. Giây là giống đực nha các bạn. Thì số nhiều của giờ, phút, giây lần lượt sẽ là las horas, los minutos, los segundos. Để nói nó là 1 giờ, nó là 2 giờ thì mình sẽ sử dụng động từ ser. Động từ ser lúc chia mà ở số ít ra ngôi thứ ba số ít thì nó sẽ là es. Còn nếu mà ngôi thứ ba số ít này thì nó là es. Còn nếu mà số nhiều á ở ngôi thứ ba thì nó sẽ là son. Động từ ser được chia ra như vậy. Thì nếu là 1 giờ thì nó sẽ là es, la una. Còn nếu mà 2 giờ, 3 giờ, nó là 1 giờ, nó là 2 giờ, nó là 3 giờ thì sẽ lần lượt là son las dos, son las tres, son las cuatro, vân vân ha. La una số ít nè. 2 trở lên đó là số nhiều rồi, las dos. Số nhiều cho nên mới dùng son ở đây. Ví dụ như nói là 1 giờ mấy phút á thì mình sẽ sử dụng là y ở giữa. Y là và đó ở giữa. Y nè. Chẳng hạn như nói 1 giờ 5 phút, nó là 1 giờ 5 phút. 1 giờ là số ít đúng không? Dùng es. Es la una y cinco. La una là 1 giờ, 1 ở đây hiểu là 1 giờ, y cinco và 5. 5 ở đây mình sẽ hiểu là 5 phút. Es la una y cinco. Nó là 1 và 5, tức là 1 giờ và 5 phút đó. Còn nếu mà chẳng hạn như là nó là 3 giờ 12 phút đi thì mình sẽ nói là son, tại vì 3 giờ số nhiều mà, son las tres, 3 y doce và 12, tức là son las tres y doce. Nó là chúng nó là mới chính xác, chúng nó là 3 giờ và 12 phút. Để nói là mấy giờ kém mấy phút thì các bạn sử dụng menos, menos, menos. Ví dụ như bây giờ nói nó là 1 giờ kém 5 phút, tức là 5 phút nữa mới là 1 giờ, thì mình sẽ dùng là es la una menos cinco. Nó là 1 giờ còn thiếu 5, 5 là 5 phút. Nó là 1 thiếu 5, 1 giờ thiếu 5 phút. Cinco là 5. Tương tự nếu mà nó có nhiều giờ, ví dụ như là 3 giờ, 2 giờ thì lúc này sẽ là son. Ví dụ như 3 giờ kém 12 phút, tức là 12 phút nữa mới là 3 giờ thì sẽ là son las tres menos doce. Chúng nó là 3 thiếu 12, tức là nó là 3 giờ kém 12 phút ha. Ngoài ra các bạn cũng cần biết thêm là chữ media. Media tức là một nửa. Ở đây mình hiểu một nửa là của 1 giờ đó. Quarto là 1/4. 1/4 ở đây mình hiểu là 1/4 của 1 giờ luôn á. Chẳng hạn như nó muốn nói nó là 1:30, có nghĩa là nó là 1 giờ và nửa giờ đó. Thì mình nói là es la una y media. Nó là một và một nửa. Y media. Tương tự mình sẽ có nó là 2 giờ 15, 2 giờ số nhiều, cho nên chỗ này là son. Son las dos y cuarto. Nó là 2 và 1/4 giờ, tức là nó là 2 giờ 15. Tiếp theo nữa là mình muốn nói ví dụ như nó là 3 giờ kém 15, tức là 3 giờ kém 1/4 giờ đó. Thì mình có là son las tres. Nó là 3, menos là thiếu, cuarto 1/4, 1/4 giờ đó. Son las tres menos cuarto. Nó là 3 giờ kém 15 phút.
Để nói một cái sự kiện nào đó diễn ra lúc mấy giờ thì mình dùng cấu trúc là a nè, rồi cộng với la hoặc là last, rồi cộng với giờ. Ví dụ, la fiesta empieza a las 9. La fiesta là bữa tiệc. Empieza là động từ được chia thành ngôi thứ ba số ít từ cái chữ gốc là chữ empezar. Empezar là bắt đầu. Nhưng mà do bữa tiệc này là ngôi thứ ba số ít nè, cho nên chỗ này là empieza. A lúc las 9, 9 giờ. Một ví dụ khác. El banco abre a las 8:30. El banco là ngân hàng. Abre là chữ được chia thành ngôi thứ ba số ít của chữ abrir. Abrir là mở. Mở cửa. Ngôi thứ ba số ít nó là abre. A lúc las 8, 8 giờ. Y media và nửa giờ, tức là 8 giờ rưỡi. Một ví dụ khác nữa là El mercado cierra a la una. Có nghĩa là El mercado là chợ. Sierra là ngôi thứ ba số ít được chia ra từ từ. Cerrar, cerrar là đóng cửa, đóng. Ngôi thứ ba số ít là Sierra. A lúc là una là 1 giờ. Thì để theo dõi tiếp tục các cái ví dụ thì bạn cần bổ sung một số cái từ ngữ như thế nào, như sau. Ahora tức là bây giờ. Por la mañana, trong buổi sáng. De la mañana, vào buổi sáng. Trong cái por la mañana này á, thì là bạn chỉ nói là trong buổi sáng, hành động nó diễn ra trong buổi sáng thôi, không có chỉ một cái thời gian cố định nào hết. Còn de la mañana này là vào buổi sáng, là cái hành động này diễn ra phải một cái thời gian cố định, có cái giờ giấc đàng hoàng. Thì chút nữa mình sẽ đưa ra một số ví dụ về cái vấn đề này ha. Por la tarde, trong buổi chiều. De la tarde, vào buổi chiều, thì nó cũng tương tự với buổi sáng vậy ha. Por la noche, trong buổi tối. De la noche, vào buổi tối. Các bạn lưu ý là chữ mañana này nó có hai nghĩa. Thứ nhất là buổi sáng, thứ hai là ngày mai. Nếu bạn sử dụng la mañana giống cái thì nó sẽ nghĩa là buổi sáng. Còn nếu bạn dùng el mañana giống đực á, thì nó lại có nghĩa là ngày mai. Mañana, por la mañana, sáng hôm sau. Anoche, tối hôm qua. Ayer, hôm qua. Hoy, hôm nay. Rồi tiếp theo nữa là mình có các từ là noche anterior hoặc là anteanoche, là đêm trước của đêm hôm qua, nên mình còn gọi là đêm hôm kia. El lunes que viene, thứ hai tới. Tương tự với 11 thì mình sẽ có 12, 13, 14 là la semana que viene, tuần tới. El año que viene, năm tới. El mes que viene, tháng tới. El lunes là thứ hai. La semana là tuần. El año là năm. El mes là tháng. La semana là giống cái nha, còn mấy kia là giống đực. Tương tự với cấu trúc đó, mình cũng có cái cấu trúc là pasado phía sau thì trở thành là vừa rồi. Chẳng hạn như el lunes pasado, thứ hai vừa rồi. El año pasado, năm vừa rồi. La semana pasada, tuần vừa rồi. Thì các bạn thấy nè, el lunes là giống đực, cho nên pasado đi phía sau của nó là chữ o nè. Pasado, chữ o, để bổ nghĩa cho el lunes, tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Còn la semana là giống cái, cho nên nó pasada đây là tính từ được chia theo giống cái, đuôi là a để bổ nghĩa cho la semana. Al mediodía, giữa trưa. A la medianoche, giữa khuya. Các chữ kế tiếp đó là durante el día, trong ngày. Tarde, trễ. Temprano, sớm. Khi nãy thì mình có nói với các bạn đó là de la, ví dụ như de la tarde, de la noche, de la mañana, vân vân, thì nó phải đi kèm với một cái giờ cụ thể. Giờ mấy giờ vào buổi sáng, mấy giờ vào buổi tối, vân vân. Còn por la mañana, por la tarde, por la noche thì nó chỉ nói là trong buổi sáng thôi, chứ nó không cần nói giờ cụ thể.
Thì các bạn sẽ xem các ví dụ dưới đây để hiểu được cái lý thuyết như vậy. Đó là son las dos de la tarde. Đó, nó là 2 giờ chiều. 2 giờ của buổi chiều, 2 giờ chiều. Hoặc là son las dos de la mañana. 2 giờ sáng. Buổi sáng lúc 2 giờ, nó có giờ chính xác đó. Hoặc là son las diez de la noche. 10 giờ khuya. Còn chẳng hạn như mình nói cái câu này thì không không có nói giờ cụ thể, cho nên mình dùng là por la nè. Siempre leo al periódico por las mañanas. Siempre này là luôn luôn. Leo này là chữ, nó được chia ra từ chữ leer. Leer có nghĩa là đọc. Mà dùng cho ngôi thứ nhất, số ít tức là tôi á, thì nó sẽ trở thành leo, nghĩa là tôi đọc. Al periódico là tờ báo. Por las mañanas, do ở đây á, mình dùng là nhiều buổi sáng, các buổi sáng, cho nên nó là la mañana, nó trở thành là las mañanas. Por la mañana, nó sẽ trở thành là por las mañanas. À, tôi luôn luôn đọc báo vào buổi sáng. Siempre leo al periódico por las mañanas. Nó không có nói cái giờ cụ thể, buổi sáng nào tôi cũng đọc báo đó, không có ghi giờ cụ thể, cho nên dùng là por la.